Sáng ngày 14 tháng 6, trao đổi với Tiền Phong, Trung tướng Tô Dô, Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, theo báo cáo của Công an Đắk Lắk, đêm ngày 13 tháng 6, thêm một đối tượng ra tự thú. Như vậy đến nay, đã có 46 đối tượng tham gia vụ việc bị bắt giữ, trong đó có 3 đối tượng ra tự thú để hưởng khoan hồng. Bên cạnh đó, tình hình an ninh trật tự tại toàn tỉnh Đắk Lắk đã trở lại trạng thái bình thường. Các sinh hoạt xã hội thường lệ không có gì thay đổi. Nhìn sống thường ngày trở lại không khí như những ngày trước ngày 11 tháng 6. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục kêu gọi những người lầm đường lạc lối ra tự thú để được hưởng khoan hồng. Trước đó, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, các lực lượng bắt giữ 45 nghi phạm trong vụ nổ súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk. Cụ thể, Trung tướng Tuân Sô cho biết, các lực lượng chức năng của Bộ Công an và Công an Đắk Lắk quyết liệt truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh trật tự tại Ủy ban nhân dân hai xã ở Đắk Lắk Đến 17 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6, bắt thêm 6 đối tượng, nâng tổng số các đối tượng bị bắt giữ lên 45 nghi phạm. Hiện các lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại. Trước đó, tính đến 9 giờ ngày 13 tháng 6, lực lượng chức năng bắt giữ 39 đối tượng, trong đó có 2 đối tượng đầu thú. Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Công an tỉnh Đắk Lắk kêu gọi các đối tượng trong vụ nổ súng tấn công trụ sở Ủy ban nhân dân xã ở Đắk Lắk ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật cùng với việc chỉ đạo công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ triển khai vây bắt nhóm nghi phạm, Bộ Công an cũng đã phát đi thông báo đề nghị người dân ở huyện Cư Kuin và các khu vực lân cận duy trì bình tĩnh, không hoang mang và tuân thủ theo yêu cầu của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng. Nếu có ai có thông tin liên quan đến nhóm nghi phạm này, cung cấp thông tin ngay lập tức cho cơ quan công an gần nhất. Hiện công an tỉnh Đắk Lắk cũng đang hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chuyển giao các nghi phạm cho cơ quan điều tra liên quan tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.